Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, kinh doanh nhà hàng chưa bao giờ là hết sốt. Các nhà hàng mới mọc lên liên tục. Tuy nhiên với những tay mới, việc lựa chọn mô hình nhà hàng phù hợp với khả năng của mình là điều không hề dễ. Vậy ngay sau đây, hãy cùng Trường Doanh Nhân HBR khám phá 5 mô hình kinh doanh nhà hàng dễ thành công cho người mới bắt đầu. 1. Nhà hàng nhượng quyền thương hiệu. Đầu tư một nhà hàng nhượng quyền thương hiệu là cách đơn giản nhất để thành công khi kinh doanh nhà hàng. Tất cả các vấn đề như sản phẩm, thương hiệu, thiết kế đã có sẵn. Bạn cũng không phải lo lắng nhiều về khách hàng, chiến lược kinh doanh hay marketing nhà hàng. Tất cả những điều bạn cần chỉ là một địa điểm tốt và tiền để khởi nghiệp. Nếu thương hiệu mà bạn định xin nhượng quyền là một thương hiệu có uy tín và thành công, thì dù bạn không có nhiều vốn ban đầu thì cũng không khó để có được một khoản vay đầu tư cho các loại hình nhà hàng được cho là ít rủi ro này. 2. Mô hình kinh doanh từ trang trại đến bàn ăn. Ý tưởng kinh doanh nhà hàng theo mô hình từ trang trại đến bàn ăn nghĩa là nhà hàng sẽ sử dụng nguồn thực phẩm được lấy trực tiếp từ các trang trại thay vì nhập từ các nhà cung cấp. Điều này sẽ mang đến cho thực khách cảm nhận rằng thực phẩm tại nhà hàng luôn tươi ngon. Điều đó sẽ làm khách hàng yên tâm và muốn quay trở lại với nhà hàng của bạn trong những lần sau. Không những vậy, mô hình nhà hàng từ trang trại đến bàn ăn còn là một cách hỗ trợ những người nông dân địa phương, giúp họ tiêu thụ nông sản một cách nhanh chóng và thuận tiện. 3. Tiệm bánh ngọt. Nếu bạn yêu thích làm bánh thì tại sao lại không mở ngay một cửa hàng bánh ngọt? Ngoài những công thức làm bánh thông thường, bạn có thể sáng tạo ra các loại bánh chỉ có riêng của quán. Điều đó sẽ làm cho khách hàng nhớ đến bạn. Không phải ai cũng có thời gian và ở gần địa điểm của bạn để qua mua bánh. Vì vậy, để tiếp cận với nhiều khách hàng hơn, ngoài ăn tại cửa hàng, bạn nên thiết kế một website bán hàng để khách hàng có thể mua hàng online và được giao hàng đến tận nơi. 4. Quán ăn di động. Nếu bạn không có nhiều vốn và không muốn chi quá nhiều cho tiền thuê mặt bằng và các thiết bị nhà bếp, một chiếc xe nhỏ với một số đồ dùng cần thiết và thực phẩm là bạn đã có một quán ăn vỉa hè nho nhỏ rồi. Giảm thiểu chi phí ban đầu, giá cả cạnh tranh và nguy cơ thất bại thấp là những yếu tố khiến cho quán ăn di động trở thành một trong những ý tưởng kinh doanh nhà hàng tuyệt vời. Bạn nên lựa chọn một loại hình đồ ăn cụ thể, ưu tiên những món mà bạn yêu thích, chế biến ngon miệng, hoặc bạn có thể kinh doanh một loại đặc sản đặc biệt nào đó để tạo nên sự khác biệt với các đối thủ. 5. Mô hình kinh doanh quầy đồ ăn nhanh. Mở quầy đồ ăn nhanh là một ý tưởng kinh doanh nhà hàng đơn giản, không cần nhiều vốn vì quy mô quầy ăn nhanh không cần quá lớn. Hơn nữa, trên thực tế, menu đồ ăn cũng rất đơn giản, nhiều món thậm chí đã được chế biến sẵn nên cũng không cần phải có đầu bếp, cũng như không tốn quá nhiều công sức cho việc nấu nướng. Bên cạnh đó, sau khi gọi món, khách hàng có thể tự phục vụ nên bạn sẽ tiết kiệm được tối đa nguồn nhân lực. Vừa rồi thì Trường Doanh Nhân HBR đã gửi tới quý vị những tổng hợp về 5 mô hình kinh doanh nhà hàng dễ thành công nhất cho người mới bắt đầu. Hy vọng rằng đó sẽ là những kiến thức hữu ích giúp quý vị và các bạn có thể chinh phục thành công trong kinh doanh. Còn bây giờ, cảm ơn vì đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo.